Dạ hello, xin chào tất cả các anh chị ha. Thì hôm bữa có nhiều anh chị hỏi em là có xe Vios dưới 300 triệu không. Thì trước mắt các anh chị đây là chiếc Vios 2018 nha các anh chị nha. 2018 phiên bản số sàn. Cái xe này thì các anh chị, như các anh chị cũng thấy, đây là xe chạy dịch vụ nha các anh chị nha. Xe chạy dịch vụ, biển số ở Bạc Liêu. Nhưng mà xe chạy dịch vụ thì có nhiều phân chia, cũng nhiều loại lắm các anh chị. Xe chạy nhiều, xe chạy ít. Thì cái xe này chạy được 168.000 km các anh chị nha. Và các anh chị cũng lưu ý giùm em một điều là những chiếc xe mà chạy dịch vụ thì thường là sẽ có chầy xước, sẽ có dặm vá chứ không thể nào còn nguyên zin, nước sơn 100% được ha. Thì xe này cũng chưa có bọc ghế nè các anh chị, anh chỉ lót một miếng ghế da, miếng lót da lên thôi ha, vẫn là ghế nỉ đó. Nhưng mà cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng ngập nước nha. Vì bên em thì rất là quan trọng những cái vấn đề về số km nè, về vấn đề chất lượng của xe, như là xe có đâm đụng vào tới xương và các nước hay không, hoặc là xe đã hạ máy hay là số chưa. Thì đảm bảo với các anh chị là những chiếc xe bên em khi lấy về là đảm bảo với các anh chị là không đâm đụng đập nước nha, không bị đụng vô tới xương, máy móc vẫn còn nguyên zin. Xe nào bị lỗi hoặc là có vấn đề gì đó em sẽ nói rõ cho các anh chị luôn, để các anh chị ở xa mình có thể biết. Xe cũng đã được trang bị là màn hình và cam lùi rồi nha các anh chị nha. Dòng xe số sàn thì cũng nhiều anh chị là thích chạy xe số sàn, có nhiều anh chị sẽ thích chạy xe số tự động, nhưng mà thường các anh chị mà chạy dịch vụ thì họ sẽ lựa chọn là dòng xe số sàn ha. Xe chạy 168.000 nhưng mà dàn nội thất vẫn còn rất là sạch sẽ, còn rất là đẹp, cho nên là các anh chị cứ yên tâm về chất lượng mà xe bên em Huyền bán ra nha. Đó, đây phía trước nè các anh chị, nhìn dàn phía trước nè, xe còn rất là ok. Cái form này vẫn là 28, vẫn là cái form cũ. Xe này dưới 300 triệu nha các anh chị nha. Xe dưới 300. Thì các anh chị nào mà đang có nhu cầu và đang có nhà ý quan tâm á, về cái dòng xe Toyota Vios mà giá rẻ rẻ, có thể cân nhắc chiếc xe này. Chiếc xe này vẫn có thể đổi sang biển trắng được nha các anh chị nha. Tầm tiền nếu mà các anh chị chỉ có khoảng tài chính khoảng nhiêu đó thôi thì mình có thể đổi qua biển trắng vẫn bình thường nha các anh chị nha. Vì khách cũng vẫn bảo dưỡng đàng hoàng trong hãng, cho nên là các anh chị cứ an tâm về chất lượng xe em Huyền bán ra. Đây là phần máy móc, em quay sơ cho các anh chị ở xa mình có thể thấy và biết trước khi mình lên xem xe nha. Đó, đề 2018 mà mới chạy 168.000 thì cũng không cày, không gọi là cày nhiều lắm nha các anh chị, cày cũng không nhiều lắm. Thì các anh chị mà đang có nhu cầu muốn đổi xe nè, muốn bán xe, hoặc là đang tìm những dòng xe thấp giá rẻ tầm dưới 300 thì có thể cân nhắc chiếc Toyota Vios đời 2018 này nha các anh chị nha. Xe Huyền bán ra thì anh chị cứ đảm bảo giùm em là không bị gì hết, bao các anh chị chết hãng luôn nha. Xe màu trắng, sơn là phải có dặm vá rồi đó các anh chị, không thể nào mà sơn gì 100% hết được nha các anh chị nha. Rồi, các anh chị nếu quan tâm thì cứ alo để em Huyền tư vấn cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị ạ.